Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 16 tháng 7 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay là miền Bắc trên kênh thôi, về mong anh chị em hoan hỷ. Còn tiếp theo mình sẽ dự đoán miền Bắc ngày 16 tháng 7 cho anh chị em tham khảo. Con bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 46, song thủ mình dự đoán cái cặp là 3993. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.